Vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo, mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Tại Việt Nam, bìa màu xanh tím than số series P tạm thời không được công nhận tại Đức. Vì thế, Đức sẽ không cấp thị thực cho những người mang hộ chiếu này. Trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại các cửa khẩu. Giải thích về vấn đề phát sinh, công hàm của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức nêu rõ, những cuốn hộ chiếu được cấp tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 thiếu thông tin về nơi sinh, dẫn tới việc không thể xác định được rõ người mang hộ chiếu, nhất là nhiều trường hợp trùng họ. Do vậy, Đức tạm thời không công nhận những hộ chiếu mới của Việt Nam, cũng như không cấp thị thực vào những hộ chiếu này. Liên quan đến việc Đức ngừng cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông của Việt Nam mẫu mới, màu xanh tím than, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết sẽ tiến hành cùng với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao làm việc với Đại sứ quán, lãnh sự Đức thông qua đường ngoại giao. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an địa phương bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam. Theo lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân có nhiều cải tiến so với hộ chiếu trước đây, đặc biệt là tính bảo mật,